đánh dụng Đinh Tiến Dũng, trò chơi đốn giò trong bộ chính trị được hâm nóng. Ai là chủ cuộc chơi đây? Vào ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội bị cho thôi giữ các chức vụ trong đảng. Được biết, ông Dũng bị quy kết đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc, không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Ông phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu của Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ Tài chính. Nhiệm kỳ 2016-2021 và là người đứng đầu Bộ Tài chính nhiệm kỳ này. Như những người đã ngã ngựa trước đây, ông Dũng bị quy trách nhiệm người đứng đầu và bị loại khỏi vũ đài chính trị rất nhanh. Điều đáng nói là chính ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu tiểu ban nhân sự Đại hội 13, đã để lọt sổ ông Dũng là người đã vi phạm đảng luật ở nhiệm kỳ trước, tiếp tục vào Bộ Chính trị và để ông điều hành một thành phố lớn như thủ đô Hà Nội. Vào năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, nhưng không hiểu sao Bộ Chính trị lại để chìm xuống. Đến nay, Bộ Chính trị lại xới lên hồ sơ cũ để mà hạ bệ ông Dũng. Có thể thấy vào năm 2021, khi thế lực của ông Trọng còn mạnh, thì ông Dũng được tha. Đến bây giờ, khi thế lực của ông Trọng suy yếu và thế lực của ông Tô Lâm đang lên, thì ông Đinh Tiến Dũng bị đưa lên thớt và triệt thẳng tay. Trong việc này, khả năng cao là có bàn tay lông lá của ông Tô Lâm đã can thiệp. Trước khi Đinh Tiến Dũng bị đánh dụng, đã có 6 ủy viên Bộ Chính trị bị dụng. Đấy là các ông bà Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai. Đặc biệt, 3 người ngã ngựa gần nhất là ông Thưởng, ông Huệ và bà Mai được xác định là do Tô Lâm ra tay. Ban đầu, Bộ Chính trị có 18 người, nay đã dụng 7 người và được bổ sung 4 người. Như vậy, so với ban đầu, Bộ Chính trị vẫn còn đang hụt đến 3 người. Phe của Tô Lâm đang rất cần bổ sung ít nhất 2 suất ủy viên Bộ Chính trị nữa để củng cố quyền lực, một là dành cho Lương Tam Quang và một dành cho Trần Lưu Quang. Chỉ khi Bộ Chính trị trở nên thiếu hụt, thì ông Tô Lâm mới có lý do để đề cử người của phe của ông vào đó thay thế và nắm giữ quyền lực. Hiện nay, ông Tô Lâm đang là chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị trong nước. Trước khi nắm được ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm sẽ còn phải củng cố lực lượng để tăng cường sức mạnh cho ông và phe của ông. Khi phe Tô Lâm càng nhiều ủy viên Bộ Chính trị, thì Tô Lâm càng dễ kiểm soát tổ chức này cũng như Trung ương Đảng. Dù đang chiếm ghế thượng phong, nhưng trong Bộ Chính trị, Tô Lâm vẫn đơn độc. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này dài hạn, thì trước sau gì, Tô Lâm cũng đuối sức. Cho tới thời điểm hiện nay, cả phe Nghệ An và phe Hà Tĩnh, mỗi phe đều có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Ấy là chưa kể đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng. Nếu để 2 phe này kết hợp, thì Tô Lâm cũng không dễ dàng đối phó, hoặc dù đối phó được thì cũng tiêu hao sinh lực rất nhiều. Đó là khó khăn lớn đang chờ đón Tô Lâm ở phía trước. Những dấu hiệu gần đây cho thấy Tô Lâm đang muốn thanh tảo 2 thế lực nói trên trong Bộ Chính trị. Làm được điều này vừa triệt đi sức mạnh của 2 nhóm mạnh nhất, vừa có chỗ trống để chèn người cùng phe vào Bộ Chính trị, đặc biệt là người gốc Hưng Yên của ông. Đấy là cách Tô Lâm đang tiến hành để mà thâu tóm quyền lực vào trong tay của mình. Thời gian tới, khả năng sẽ còn nhiều ủy viên Bộ Chính trị nữa sẽ rụng rời. Những trận chiến sinh tử giữa các thế lực vẫn đang tiếp diễn, ít nhất là đến tháng 1 năm 2026, thời điểm dự kiến sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đánh dụng Đinh Tiến Dũng, trò chơi đốn giò trong Bộ Chính trị được hâm nóng. Ai là chủ cuộc chơi? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Ngô Trung, Đảng mùa lòa, đất nước khốn đốn. Có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến bây giờ là nhờ vào sự giao thương với các nước dân chủ tự do phương Tây,
chứ không phải nhờ vào những người cộng sản, anh em của Đảng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vào năm 1986, toàn bộ Đông Âu và Liên Xô rơi vào thời kỳ rệu rã, có thể ví như người hấp hối trước khi tắt hơi thở cuối cùng. Đấy là lúc Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV do Liên Xô đứng đầu không còn khả năng gồng gánh những kẻ ăn bám như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và điều gì đến đã phải đến lúc đó, nền kinh tế Việt Nam sắp đến thời kỳ khoai, sắn, bò bò, không còn để ăn. Đứng trước nạn đói cận kề, Đảng quyết định vứt bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu để đổi sang nền kinh tế thị trường, mở cửa làm ăn với phương Tây. Dù là theo kiểu đổi mới nửa vời, nhưng cũng đủ để cứu cho Việt Nam khỏi nạn đói tàn khốc. Cùng tắc biến là quy luật từ ngàn đời nay, khi dân đối diện với sự cùng cực vì thiếu đói, thì họ cũng chẳng ngại chết để phản kháng lại cái chế độ mang đến đói nghèo cho họ. Chính vì thế, việc Đảng từ bỏ mô hình bao cấp của Cộng sản, từng bước chuyển sang mô hình kinh tế thị trường là sự giải cứu giúp cho Đảng thoát khỏi ngày tàn. Sau khi khối SEV sụp đổ, vào năm 2006 Việt Nam tham gia WTO, nhờ vậy kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu. Những người Việt ở tuổi đời trên 50 đều thấy rõ sự thay đổi của bộ mặt kinh tế xã hội sau đổi mới và người Việt Nam đã thoát khỏi đời sống đói khổ như Cuba, Bắc Hàn. Hiện nay những hình ảnh về cuộc sống, xã hội ở Cuba tràn ngập trên mạng cho thấy nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không từ bỏ mô hình kinh tế hà khắc kiểu Cộng sản thì đấy chính là cuộc sống của Việt Nam hiện tại. Cho đến lúc này, Mỹ đã mở cửa để Việt Nam có cơ hội mua vũ khí sát thương của Mỹ thay vì cứ mãi trung thành với thứ vũ khí đồng nát của Nga. Về kinh tế, nước Nga đang bị cấm vận và đất nước này không có ảnh hưởng nhiều đối với nền kinh tế Việt Nam. Thậm chí nếu vẫn giữ nguyên quan hệ kinh tế với Nga, Việt Nam có thể bị vướng vào rắc rối do các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể vứt đi mối quan ngại với Nga mà không sợ bị mất nguồn cung vũ khí hay ảnh hưởng đến nền kinh tế. Quan trọng hơn, trung thành với Nga, ủng hộ Nga là Việt Nam đang tiếp tay cho cái ác lộng hành, cho tên tội phạm bị thế giới ruồng bỏ. Tổng thống Putin của Nga bị xem là một tội phạm chiến tranh. Ông ta đã xua quân xâm lược Ukraine và gây ra những cái chết vô tội vô cùng nghiêm trọng tại nước này, liên đến con số hàng trăm ngàn người của mỗi bên. Vậy vì lý do gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại mời một tên tội phạm như Putin sang Việt Nam, trong khi việc này không mang lại lợi ích gì cho Việt Nam mà ngược lại còn gây ác cảm với các quốc gia văn minh, thậm chí có thể sẽ bị họ xa lánh. Chỉ có một lý giải để giải thích cho hành động này, đấy là bản chất ngu trung của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dân lãnh đạo cấp cao của Đảng. Ông Trọng vẫn trung thành với quan thầy Liên Xô, cho dù quan thầy ấy giờ đây chỉ còn là cái xác nằm dưới nấm mồ. Chính quyền của Putin hiện nay là một quái thai của chủ nghĩa Xô Viết nửa vời, còn sót lại. Một thứ sót lại ấy lại là chủ nghĩa Xô Vanh nước lớn, chuyên ưu hiếp các quốc gia nhỏ yếu hơn, là sự sắc máu, độc tài và tàn bạo. Cố Thủ tướng Anh Henry đã từng có câu nói nổi tiếng rằng không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Với Việt Nam, nếu đứng trên quyền lợi quốc gia, thì Đảng cần phải quay lưng lại với tên độc tài sát máu Putin. Phương Tây và Mỹ thì mới là những người bạn thực sự, mới là nơi mà nền kinh tế Việt Nam có thể dựa vào mà phát triển. Mỹ có thể cung cấp vũ khí cho Việt Nam, thứ mà Trung Quốc không hề có, còn Nga chỉ bán toàn những thứ lạc hậu, chất lượng thấp mà Trung Quốc cũng có và có rất nhiều. Thử hỏi Việt Nam có lợi gì? Có thể nói người dân Việt Nam đã bất hạnh khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị, mà còn bất hạnh hơn khi đứng đầu đảng cầm quyền là một kẻ ngu trùng. Ngu trùng đến mức không thấy được đâu là quyền lợi quốc gia cần phải bảo vệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư ngu trùng, Đảng mù loà, đất nước khốn đốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.